Con cảm ơn chú rất là nhiều. À, mà con nghĩ là mỗi người cha, người mẹ, mỗi người ông, người bà là giống như là những người thầy cô đầu tiên của những đứa trẻ đúng không chú? Cho nên trong gia đình mình mỗi người ông là người bà, người cha, người mẹ học năng lượng gốc thì những cái đứa trẻ nó căn bản là nó đã được hỗ trợ rất là tốt rồi. Đây được tốt rồi, nhưng mà cái phẩm hạnh của người cha người mẹ nó sẽ tạo lên một cái, mình nói là thay vì cái một cái khuôn mẫu đó, mình mỗi ngày mình làm tốt hơn, phải không? Bây giờ dễ thì mình nói những điều khoa học đi, là cái điện thoại nè, mỗi một năm cứ tăng lên cấp, mỗi năm nâng lên cấp, cứ nâng 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 riết lên, thì càng ngày nó càng tinh vi, nó càng vi diệu, phải không? Còn cái não bộ mình nó nâng được không? Được, mà tại sao mình không biết cách nâng? Bây giờ nền văn minh không gian chỉ cho ta cách nâng lên đó, dựa vào phẩm chất đạo đức và tình thương yêu. Mà mình có làm không? Làm được là có được đó. Và đã thành công rồi. Bây giờ thì muốn thành công lớn không ạ? À? Muốn thành công lớn thì thể theo cái mô hình này để chúng ta phát triển, để chúng ta nâng cấp lên. Và thế hệ con cháu chúng ta nó hoàn toàn nó khỏe mạnh. Mà chú không nói chuyện vài chục năm đâu, chú nói chuyện ngay bây giờ đó. Trong thế kỷ 21 năm 2021 này là chú nói chuyện, chú không có hứa hẹn anh chị em qua cái thế kỷ sau đâu. Học năng lượng gốc có giá trị liền, có kết quả liền, đạt hiệu quả ngay. Chứ không phải là học để rồi chúng nói bây giờ ráng đi tu đi nha, để khi sau con về niết bàn nha, hay là con về thiên đàng nha, không có đâu. Tại đây, làm đây, chú khoái ở tại chỗ mà. Thực hiện liền, có giá trị liền. Rồi, tiếp theo.